Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết mình đã gửi bản danh sách sơ bộ 30 cầu thủ dự ASEAN 19, trong đó có 3 cầu thủ thuộc diện quá tuổi, trên 23 tuổi, theo quy định của ban tổ chức gồm thủ môn Đỗ Sĩ Huy, trung vệ Bùi Tiến Dũng, câu lạc bộ Công an Hà Nội và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, câu lạc bộ Viettel. Tuy nhiên, trung vệ Bùi Tiến Dũng cuối cùng đã không có tên do thiếu giấy tờ. Do đó, đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ còn 2 cầu thủ quá tuổi gồm Mạnh Dũng và Sĩ Huy. Nếu nói về danh sách cầu thủ quá tuổi, tôi cũng thích nhiều cái tên. Tuy nhiên, những cầu thủ như Đỗ Sĩ Huy và Nhâm Mạnh Dũng có khả năng lên đội tuyển thi đấu nhiều hơn một số cầu thủ khác. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ gọi 2 cầu thủ trên 23 tuổi dự ASEAN 19, ảnh VFF. Thời điểm ASEAN 19 diễn ra, các đội V-League đã tập trung trở lại. Nếu tôi triệu tập các cầu thủ khác lên, xác suất họ có thể dự ASEAN 19 rất thấp, khi ấy chúng ta không thể thay đổi nữa. Danh sách sơ bộ chúng ta chỉ có 30 cầu thủ, thay đổi và chọn lựa đều phải phụ thuộc vào bản danh sách này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Chúng tôi đã theo dõi rất lâu, nhất là với cầu thủ đáp ứng vị trí nòng cốt cho đội U23 Việt Nam. Ở giải này, ban huấn luyện sẽ dùng những cầu thủ rất trẻ. Chính vì vậy, các cầu thủ có đủ khả năng trở thành nòng cốt đội tuyển, tôi sẽ lưu ý chọn lựa, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói thêm. Chuẩn bị cho ASEAN 19, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn bởi phần lớn thời gian không có đủ quân số. Tuyển Olympic Việt Nam chỉ đủ cầu thủ khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2024 và vòng loại giải vô địch U21 quốc gia 2023. Chúng tôi đã lường trước, ở thời điểm Olympic Việt Nam lên kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu. Tôi sẵn sàng cho tình huống này rồi. Toàn đội sẽ khắc phục khó khăn. Cả 12 cầu thủ đang tập luyện cùng tôi sẽ dự ASEAN 19. Sân chơi này rất khác đông.